Sumoviet.vn bán hết những con rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ok, xin chào các bạn, ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi một con tướng rất là khỏe đi rừng, đó chính là Edon. Một rìu, nhấc rìu, bố chim, được con chim luôn anh em ơi. Sau đó thì bom chạy đi đâu? Chạy hay nhỉ? Đúng lại nào, có chưa một gì theo anh em ơi. Ok, chặn đầu. Quay xe có hồi máu siêu cấp, chiêu hai này sát thương được của nó. Rồi sau đó thì giật cái bóng về, rồi lên thớt, chùm câu kéo mấy chục giây liền, chứ không phải là câu kéo mấy chục thằng nha. Tự nhiên mình mất mấy chục giây và bạn cũng mất mấy chục giây. Và cái việc này thì mình cũng không có thọt, bởi vì mình cũng được mạng, còn bạn thì không được farm. Nghịch ngu chưa, đứng lại chết cho nhanh không đứng. Ok, và Edon ngày hôm nay mình sẽ chơi phong cách full trí mạng nha. Trời ơi, nghe thôi mà cảm thấy là cũng khá là phê rồi đúng không? Khá là thú vị. Có khi là mình đánh thường đau hơn dùng dìu bổ biết đâu anh em ơi. Bởi vì là toàn đồ đam chí mạng mà. Và trước hết phải đi lên cái đồ rừng là kiếm chùa nha. Sau đó thì mình sẽ full chí mạng. Với việc full chí mạng này mình sẽ có rất nhiều tốc đánh cho Edon. Nói chung là con này cần tốc đánh, ngọc cũng phải là ngọc tốc đánh nha anh em ơi. Chơi Edon thì mình thấy là con này rất là khỏe, nhây và hoàn toàn có thể outplay tướng địch. Nói chung là bây giờ mình thấy chơi Edon nó dễ hơn trước rất là nhiều, dễ hơn cực kỳ luôn anh em ơi, và rất là khỏe nha. Nhưng mà thực ra ngày hôm nay là muốn làm clip review con Lindis cho anh em xem cơ, nhưng hiện tại trong bản test cái con Tachi nó bị lỗi. Mỗi khi là bên mình ở bên team kia có cái con Tachi là không bắt được vô trận đấu được, thành ra là lúc mà pick tướng thì cũng bảo là đồng đội không pick Tachi rồi. Nhưng mà cái ông Đài hay là ông Thái, mấy ông đấy không hiểu tiếng Việt, ông đấy cứ pick đấy, mà cái trận nào mà khuyên được mấy ông thì bên kia lại pick Tachi. Buồn dễ sợ, ngồi từ sáng giờ không làm được cái clip, thôi lại chơi Edon bổ củi, mộc rìu mộc mạng. Trời ơi, bổ pha nào cứ phải gọi là thốn pha đấy. Mà phía trên đồng đội team mình hay nhở, gánh top CC. Cái bạn này hình như bị mình bắt hai lần, hơi cay rồi nha, nhưng mà cay cứ cay đi, đây gọi là không ăn ớt mà cay. Ok, tiếp theo là cái thánh kiếm anh em ơi. Thánh kiếm xong mình sẽ lên cái vũ hồn tàng. Trời ơi, cái đồ đó thì là thứ hủy đi mà. Nhưng mà thực ra thì cái đồ này là đồ trôn nha anh em, không học theo Mô Việt, chỉ là video clip trải nghiệm thôi. Có mạng. Ôi, chơi chục cuối lên này. Nhưng mà chạy thôi anh em ơi, chạy thôi. Chậm một tí là bị Morat vô pha đấy rồi. Edon thì thực sự cái chiêu cuối nếu mà dùng để chạy như vừa rồi thì nó rất là phế, rất là phí nha anh em ơi. Các bạn có thể dùng chiêu cuối để tấn công, mở giao tranh. Các bạn dùng chiêu cuối, các bạn có lao vô là chiêu 1, sau đó chiêu 1 xong này các bạn bổ chiêu 2 rồi chiêu cuối luôn. Đó, thì lúc đó nó mới mạnh được. Chứ anh em đừng để xíu máu mà các bạn nghĩ là chiêu cuối để outplay. Các bạn có khi là mới bật chiêu cuối chưa kịp bay lên trời các bạn đã ngất rồi, đã lên bản đánh số rồi nha. Nên là chơi con tướng Edon này thì cũng đừng dành chiêu cuối. Chiêu cuối mình dùng xong kỹ năng rồi, mình tướng địch chuẩn bị dùng kỹ năng, mình kiểu là dùng mình né skill mà, hoặc là mình muốn để áp sát mục tiêu mà, chứ không phải là cái chiêu để dùng để yếu máu outplay đâu nha các bạn ơi, đừng để dành chiêu cuối. Làm cái gì vậy? Bỏ tay luôn ý. Chạy với tôi. Wow, có hóa ra khống chế ấy, nhưng vẫn chết rồi. Mình thích ăn thịt khổng lồ anh em ơi. Cái đổi cả kia. Ok. Quá dễ, game quá dễ luôn. Đối với Edon, chém quá đau. Thực sự phong cách này đầu game chém quá đau, bởi vì bây giờ thì con Edon cũng có cái nội tại mới khác trước rồi. Khi anh em bổ chiêu 2 thì các bạn sẽ có đòn đánh cường hóa áp sát, chứ không phải là đòn đánh thứ 3 anh em mới áp sát được nha. Nhưng mà đòn áp sát bây giờ mình thấy chí mạng nó không quá to đâu, đam nó không to bằng cái phong cách ngày xưa, thì nó kiểu nó cường hóa nhanh hơn mà, nên nó phải giảm đam. Thứ mà không giảm đam là cũng quá ghê đấy anh em ơi.
Tính là review qua Lindit, mình vô đấu tập mình review rồi cũng khá là hay, đặc biệt là cái chiêu cuối nó thay đổi ở cái lộ tại của cái chiêu cuối. Lộ tại thì cái tốc chạy nó đầu game nó nhanh hơn và cuối game sẽ giảm đi khi mà các bạn di chuyển các bụi cỏ. Và cái chiêu cuối thì có cái lộ tại mới, cái lộ tại mới rất là thú vị nha. Ok, từ từ đã, để mình xử lý hai cái thanh niên này đã. Rồi bài này tốc biến vẫn chết. Rồi sau đó thì một rìu một mạng. Ok, tiếp tục này, cái chiêu cuối của Lindip thì nó cái kiểu là nó sẽ lướt một đoạn, như kiểu lướt một đoạn ngang với tốc biến thôi, ngắn hơn tốc biến một tí anh em ơi. Và đồng thời sau khi lướt ý, thì nó sẽ tạo ra cái nguyệt ảnh tấn công mục tiêu ở xung quanh, ở từ tân mục tiêu nha. Và đặc biệt hơn nữa đó là khi mà các bạn đánh thường ý, nó đánh thường thứ ba hay thứ tư đi, nó sẽ tích lũy một cái điểm nội tại nha. Cái điểm nội tại này có thể cộng dồn lên 4 điểm. Và khi anh em dùng chiêu cuối thì nó có thể tấn công 4 tia sát thương. Nói chung rất là nhiều sát thương nếu các bạn tích được nội tại như vậy. Và con Lindis có thể khả năng sốc đam. Và đặc biệt cái nội tại của nó mình thấy sao chí mạng to dã man luôn ý. Test rồi hình như chí mạng 3-4k gì đấy. Quá ghê luôn anh em ơi, sốc đam cứ phải gọi là tuyệt vời. Và có lẽ là Lindis vừa cái sự thay đổi mới sẽ trở lại. Chứ bây giờ anh em lãng quên con tướng rồi. Còn một con tướng bị Aweta. Lý do tại sao Lindis được trở lại thì ai cũng biết nha, ai cũng biết luôn. Có trang phục mới của Edon này, tính cái trang phục cưng thi hình như bị cancel rồi, không ra mắt nữa, không có cưng thi nữa đâu anh em ơi. Bởi vì review rất là lâu rồi nhưng mà cuối cùng lại không ra mắt. Kiểu là những trang phục nhạy cảm mà. Ok. Ui chém bổ. Ui trời ơi, cứ phải gọi là siêu phê. Anh em thấy chứ không, mình chém thường 2k bổ được K5. Trời ơi, thôi chém thường cho nhanh đúng không, bổ chắc là để lấy hiệu ứng khống chế rồi. Rồi tiếp theo là cái cung tà ma nha. Rồi cuối cùng là cái song đao bão táp. Đúng là không đồ chí mạng thì thực ra thì nó cũng kiểu là không có đồ xuyên giáp thì chí mạng nó không to đâu. Nhưng mà khi anh em yêu cầu phong cách full gì thì mình sẽ phải thực hiện nghiêm ngặt cái phong cách đó, chứ không để chêm đồ được. Ví dụ là nên full cái này thì không thể lên cái đồ kia được, nó không đúng. Anh em có thể có thể bảo là Mô Việt bạn cũng có thể là chơi được cái phong cách này lên cái đồ xuyên giáp, nhưng mà đã full thì phải full anh em ơi, mình nghĩ như vậy nó hợp lý hơn. Ok, 10 mạng rồi. Vlad thì đi top thì không được ok cho lắm bởi vì là bị mình ganh nãy giờ. Rồi có lẽ thì video clip Mô Việt chơi Aeon phong cách full chí mạng đến đây là hết rồi nha. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Ở bên kia quét sạch rồi mà đợt lính nên là win rồi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.